Chào mọi người, hôm nay mình hướng dẫn mọi người cách thay đổi hình ảnh user trên máy Mac. Thì đầu tiên mọi người đi tới System Preference, rồi đi tới User and Group. Khi mà mình đưa con chuột vô chỗ hình ảnh á, thì nó có chữ Edit. Mình nhấn vô cái chữ Edit thì cái hình này là cái hình mình đang chọn. Mình chuyển qua Default nè. Đó, mình chọn hình quả bóng nè, xây lại, đó nó có hình và bóng. Rồi mình có tới chọn hình con két nè, đó nó có hình con két. Cái này mình có thể phóng to thu nhỏ nè, phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ, lưu lại. Rồi tiếp theo là các bạn có thể chọn hình ảnh từ camera. Camera thì nó chụp trực diện nè. Đây, thách camera nè. Đó, mình này mình có thể phóng to thu nhỏ. Rồi, mình save lại. Rồi, tiếp theo là mình có thể chọn ảnh từ photo. Đây. Này cũng có thể phóng to thu nhỏ nè. Kéo qua kéo lại, phóng to thu nhỏ. Đó, save. Thì khi chọn hình ảnh từ photo thì trong photo có bao nhiêu hình ảnh nó sẽ hiện lên bao nhiêu. Ở này chỗ cái photo của mình nó chỉ có một cái hình thôi. Này chỉ một hình nên nó hiện lên một hình. Ngoài ra là các bạn có thể kéo hình tới để thay đổi. Đây mình kéo tới nè. Đó. Này có thể phóng to thu nhỏ, kéo xuống. Nhỏ xíu, kéo xuống, rồi xeo lại. Đó. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách thay đổi hình ảnh user trên máy Mac. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.